Trời mùa này đi rẫy lạnh lắm các bạn. Nhưng mà đi đốt này thì được ấm. Không dám lại gần luôn, ngồi đây mà thấy nóng rồi này. Nhìn rễ cà phê tươi vậy thôi chứ nhưng mà mình đã nhóm được một đống lửa cháy như này rồi thì quăng vào cỡ gì cũng cháy nha các bạn. Cái này lửa như này mình cứ việc quăng gốc vào thôi, lấy gốc quăng vào cháy hết. Cái gốc cà phê này nó tương đối to các bạn, cắt không hết, không xét về hết, vũ đắt được sẽ nó vũ đắt nên không cắt, chưa lại phút chờ đốt cái mình đốt. Giờ mình muốn đốt được cái này phải xả đất ra, vũ đất ra chứ để đất thì là nó không có cháy đâu, khó. Thì dọn rẫy để làm lại, dọn góc đốt mà gặp mấy góc này mệt luôn, lâu lâu có cái được chứ, góc nào như góc nào nặng lắm rồi. Xem bộ rễ này. Rễ nữa các bạn, rễ cà phê đấy. Ui nhui luôn. Bạn thấy cành nằm la li không? Cành rễ không? Mà hôm nay giống như củ sâm á. Chân chân như xong. Giờ mình đốt được cái lông mình gom gom lại các bạn, gom cái rễ một chút. Này, gom cái rễ nhỏ này trước xuống. Đó. Rễ này nó tuy tươi nhưng mà đốt kiểu này là cháy hết quá. Ui sau một hồi vất vả thì cũng dọn xong cái khu ổ này các bạn. Được đóng nữa. Đóng này có cả rễ sầu riêng các bạn. Giờ muốn đốt cái đóng này mà dùng cái khò này các bạn. Giờ dùng cái khò này là tiện lợi nhất. Chà, để mình đủ mất cái đóng rác nhỏ phía dưới rồi. Giờ kiếm một đóng rác nhỏ lại nữa. Cũng được rồi bạn. Này đốt. Đốt mấy loại này có cái khò là đúng bài rồi. Gió nữa.
đẩy vậy. Dọn sạch, đốt sạch hết mấy cái rễ này là sau này trồng cà nó không có mùi rễ hăng ở dưới đất á. Mùi rễ hăng dưới đất cũng làm cây nó khó sống nha các bạn nha. Thôi video này mình kết thúc ở đây nha. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye.